iPhone 14 Plus, điện thoại xui nhất năm nay, ra mắt cùng lúc nhưng mà bị bán chậm đến tận 1 tháng. Và đến lúc được bán ra thì về Việt Nam gặp ngay sao quả tạ iPhone 13 Pro Max. Thế thì iPhone 13 Pro Max hay là iPhone 14 Plus, còn nào đáng mua hơn? 7S là chuỗi cửa hàng ủy quyền của Apple Việt Nam với 100 cửa hàng khắp cả nước với nhiều ưu đãi lên đời, trợ giá ngân hàng cực khủng về đủ màu và đủ dung lượng. Anh em quan tâm đến iPhone 14 series hãy click ngay vào đường link bên dưới để đặt hàng nhận ưu đãi cực khủng lên đến 6 triệu đồng. iPhone 14 Plus chỉ từ 21,9 triệu đồng thôi. Mặt trước hai con này y chang nhau luôn, có thể dùng chung một miếng dán màn hình cũng được, và đây là kiểu thiết kế tai thỏ nhưng mà vẫn là kiểu mới nha. Mặt sau iPhone 13 Pro Max thì 3 mắt, con này thì 2 mắt. Nhưng mà so với iPhone 13 thì iPhone 14 Plus ống kính nó cũng to hơn và dùng chung cái thấu kính với lại iPhone 13 Pro Max, cho nên là chất lượng hình chụp chắc chắn là tương đương. Về bên trong thì con chip của hai cái máy này cũng y chang nhau luôn, cùng là chip A15 Bionic. Vậy thì iPhone 14 Plus đáng mua hơn ở điểm nào? Đầu tiên đó chính là có màu mới, có màu tím này và màu xanh rất là đẹp. Tiếp theo đó chính là trọng lượng nhẹ hơn. Mình biết là rất nhiều bạn đang sử dụng iPhone 13 Pro Max và yếu điểm duy nhất của nó đó chính là nó quá nặng. Còn nếu mà bạn mua iPhone 14 Plus thì các bạn vẫn sẽ có một màn hình to như thế, nhưng mà trọng lượng thì nó nhẹ hơn đáng kể. Và cuối cùng là camera autofocus giống như ở trên iPhone 14 Pro luôn. Còn nếu chúng ta chọn iPhone 13 Pro Max thì chúng ta được gì? Có 3 camera ống kính tele zoom đến 3x, viền thép cứng hơn, sang hơn nhưng mà nặng hơn, tần số quét 120Hz mượt mà hơn, hỗ trợ quay phim chụp ảnh RAW ở chế độ Pro. Và cuối cùng thì ra đường có nhiều nguy cơ bị nhầm là iPhone 14 Pro Max hơn. Chứ còn nhìn iPhone 14 Plus nhiều khi bị nhầm là iPhone 13. Vậy bạn sẽ chọn iPhone 13 Pro Max hay là iPhone 14 Plus? iPhone 14 Plus, iPhone 13 Pro Max cùng một mức giá, xem Rickit & Channel chọn phiên bản nào nhé. Nếu cùng một mức tiền, iPhone 13 Pro Max hay iPhone 14 Plus? Bây giờ tôi chọn là 14 Pro Max rồi, con này lỗi thời rồi. Nhưng mà nếu phải chọn 13 Pro Max, tại sao? Mọi người lên TikTok của Danh, mọi người sẽ biết. iPhone 14 Plus và iPhone 13 Pro Max hẳn chọn con nào? Chắc chắn là iPhone 13 Pro Max rồi. iPhone 14 mà không có Dynamic Island, cút đi. 14 Plus với cả 13 Pro Max em chọn máy nào? Thôi số 3 nhiều, hay 3 mắt. Em không thích màu tím mà, em thường thích màu tím. Không anh, màu không quan trọng, quan trọng là mắt. Okay. Pro Max là được. Châu Giang này, iPhone 13 Pro Max hay iPhone 14 Plus? iPhone 14 Plus. Tại sao? Sao thì mình cũng đâu có tiền đâu. 14 nghe nó quách hơn, nghe người ta thấy mình có tiền hơn. Nếu được chọn iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 thì em sẽ chọn cái nào? Em sẽ chọn Plus. Ủa sao không chọn cái này, cái này sang hơn mà, anh thấy ai cũng chọn cái này hết mà. Nhưng mà cái này mọi người có thấy đẹp hơn không? Em thích cái màu này, với lại là em thích camera trước có sáp phông. Nhìn vô chụp cái coi. Ủa gì vậy? Cái nào số lớn hơn em sẽ chọn cái đó. Phải có lý do thuyết phục hơn chứ. Không, anh đừng thuyết phục em, cái nào số lớn hơn em chọn cái đó. 14 lớn hơn 13, tất nhiên là mình phải chọn 14 rồi. Nếu được tặng iPhone 13 Pro Max hay là iPhone 14 Plus em chọn con nào? Được tặng mới nói nha. Chọn con này, 13 Pro Max. Tại sao? Thứ nhất, màu trắng hợp mạng thủy. Thứ hai, ba camera nhìn vô nó sang liền đúng không? Quá chuẩn luôn. Rồi đây,